Con loa này cá nhân em khẳng định đó là con loa uy tín, nghe nhạc, hát karaoke, biến người hát dở thành người hát hay thực sự. Nhưng nó là lỗ. Vì sao hôm nay em phải lỗ banh xác con này ra? Đây, lỗ banh xác con này ra. Nói là bảo là người hát dở thành người hát hay thì không được, nhưng mà hát nhẹ thì được chắc chắn. Với một hệ thống dàn loa cực kỳ xịn sò như thế này, 1, 2, 3, 4, và một con bát cực kỳ chắc chất lượng này. Con loa này là nội địa anh em nhá. Mình khẳng định ấy, rất nhiều anh em hát karaoke rồi, hát thông thường nó chỉ là cái giọng karaoke delay gì vật bình thường, nhưng con này nó có hiệu ứng vang số. Vang số có nghĩa là gì? Nó DSP, hiệu ứng vang. Đây cho anh em xem. Đây, đây nó có 3 chế độ này, zoom này, hone này, echo này. Đây, những cái chế độ này là chế độ vang rất là hay. Và effect, đây là vang. Anh em nào sử dụng dàn karaoke chuyên nghiệp biết ngay, vang số này, DSP này, effect này, đấy, hin này, bass trung chép chỉnh mic này. Tí mình sẽ thử thỉnh chế độ vang cho anh em nghe. Và nhạc nó cũng có chế độ, đây. Đây, nhạc hai cổng mic này, này, nhạc nó có chế độ riêng này. Đấy, đằng sau này màn hình full HD điện tử này. Bao nhiêu phần trăm pin báo này, 71% pin này, rất nhiều chế độ này, USB thẻ nhớ này. Cái phần này nó rất đơn giản, mình không nói. Ba cổng mic không nói, nhưng quan trọng nhất là tiếng mic. Anh em nào mà chơi guitar mà nhìn thấy con này không phê á, tớ đói luôn. Tớ không bao giờ bán hàng nữa. Thật sự hay tớ mới bảo là hay. Con nào không hay nói thẳng là không hay. Vì con này đáng đồng tiền bát gạo anh em. Đây, hôm nay mình để mic ở đây cho anh em nghe đây. Đây. Này, nhìn nó làm tiếng mic này rất là khôn này, này. Nó trang bị đầy đủ cho anh em luôn. Đây, mic thì pin sạc cực cầm. Bắt đầu thử đây cho anh em hai mic. Đây, cầm rất chắc tay, mic rất là đẹp luôn anh em nhá. Đây, set tần số ngay trên thân mic này. Mình tự bật này. Đấy. Cho anh em nghe tiếng mic này, pin sạc nhá, mua về không phải xài nhá. Đây. Đây, không sợ sang ảnh hưởng nhá. Nhưng mà con này là đẳng cấp, là sang, là xịn. Anh em nghe thử tiếng mic đi. Alo. Wow. Lên 1 2 tôi viết lên đây. Lên vang nhá, lên vợt nhá. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành. Alo. Quý vị nghe tiếng vang sướng không? Alo. Của lòng tôi trao em, ngày nào đã quên nhau. Alo. Quý vị nghe này, hiệu ứng khác này. Alo. Vang sướng không? Ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời. Alo. 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 Nhẹ không? Echo này. Alo. Alo. Đây là cái giọng hát karaoke bình thường. Alo. 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 Rồi, bây giờ về chế độ hát karaoke vang số nhá. Alo. Quý vị nghe vang sướng không? Bây giờ mình lên nhạc anh em nghe thử nhá. Alo. Đây. Nhạc con này đánh cực kỳ căng luôn cho anh em. Nếu mà tầm 12 người thì bao phê luôn nhá. Nhỏ nhưng có bóp. Đây. Alo. Alo. Alo, 1, 2. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời, mình trọn trao nhau nụ cười. Có lặng mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên em. Cho đến hôm nay mới nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi qua lối về, mình kể nhau nghe chuyện đời. Anh em thấy rằng là tớ hát tôi cố tình biểu cảm ấy, nhưng mà giọng nghe nó rất phê, rất tê luôn anh em ạ. Có tê không anh em? Đấy, đây chính là con loa lục địa chung K8 anh em nhé. Anh em thích sở hữu nó hãy bình luận xuống phía dưới. Xin chào anh em.